Xin chào các thành viên của nhà Amtech, và không biết là hôm nay tâm trạng của bạn như thế nào. Riêng với tôi thì có lẽ là một cái ngày mà không mưa không nắng như này thì nó cũng không khiến chúng ta có những cái cảm xúc đặc biệt. Tuy nhiên khi chúng ta bắt gặp một cái dòng sản phẩm Impact, dòng sản phẩm Maximus 6 Impact của Asus thì rõ ràng chúng ta thấy mọi thứ nó thay đổi rất là đột ngột. Bởi vì một cái dòng bo bạch chủ hồi đó giờ là dòng ROG, là dòng chuyên nhân anh thủ đúng không ạ, thì nó phải là to lớn hầm hố rồi nó hỗ trợ ép xung vân vân, thì lần này Asus lại ra một cái dòng ROG cũng với cái tông màu đỏ đen đó nhưng mà là dòng Impact. Thì khi các bạn sử dụng cái từ khóa Impact này, các bạn sẽ biết đó là một cái khả năng thu gọn lại của một cái vấn đề đó to lớn. Thì chúng ta thử xem coi với cái tham vọng Asus thì dòng sản phẩm này thể hiện được những gì. Thì cũng tương tự như dòng sản phẩm khác thì tông màu thì rất là quen thuộc đúng không ạ. Thì phía sau các bạn có thể thấy được những công nghệ rất quen thuộc của Asus, thí dụ như là ở đây là công nghệ Solid Radar. Đây là cái công nghệ mà nó rất phổ biến cho những dòng game của Asus, bao gồm là Impact, bao gồm Hero và Genie đúng không ạ, rồi Formula vân vân. Rồi chúng ta có Impact Power, có nghĩa là một cái công nghệ bo cấp nguồn đặc biệt của Asus, thì tôi sẽ trình bày phần này sau ở trong phần giới thiệu bo bạch chủ. Tiếp theo chúng ta cũng sẽ có card mini PCIe Combo 2, thì cái này các bạn cũng khá quen thuộc trong các thế hệ ROG mới gần đây. Và cuối cùng đó là dòng sản phẩm Supreme FX Impact. Tất cả những cái công nghệ này đều đặt tên Impact bởi vì nó được thu gọn lại và vẫn giữ được cái tinh hoa của công nghệ Asus ROG. Và back panel thì chúng ta thấy là mặc dù sản phẩm rất là nhỏ nhưng mà nó cũng đầy đủ những kết nối. Ví dụ chúng ta có display board, chúng ta có HDMI, chúng ta có cổng xuất hình kỹ thuật số, chúng ta có một cái nút gọi là direct key và một cái nút reset BIOS, chúng ta có nút ROG Connect và chúng ta có đèn code tín hiệu ở đây, đầy đủ không thiếu gì đâu đúng không các bạn. Bên cạnh đó chúng ta có cổng USB 3.0 và cổng cạc mạng Gigabit. Rồi, điểm sơ lược lần nữa đây là hình dáng của dòng sản phẩm card Supreme FX Impact nằm tích hợp và được tặng kèm với dòng bo bạch chủ Maximus 6 Impact. Đây là card mini PCIe Combo 2, công nghệ Solid Radar, công nghệ GameForce 2, một công nghệ rất quan trọng để giúp cho game thủ, đặc biệt là những bạn chơi game sử dụng đường truyền internet thì sẽ không bị lắc, ví dụ như là liên minh điện thoại hoặc là World of Warcraft hoặc là Dota vân vân. Chúng ta có công nghệ RAM disk là công nghệ mà tận dụng tối đa cái bộ nhớ của máy các bạn để làm một cái ổ cứng siêu nhanh. Thì công nghệ này các bạn search trên kênh của Amtech Lab thì các bạn đã thấy chúng tôi demo nghệ này để chơi game và để benchmark cái ATTO. Và cuối cùng đó là Impact Power thì chúng ta sẽ đề cập sau. Và đừng quên rằng tất cả những dòng sản phẩm ROG cao suất đều được tặng kèm theo miễn phí cái phần mềm Kaspersky Antivirus nha, và cả Daemon Tool, thì bản này là bản dùng thử thôi. Công nghệ đi kèm thì chúng ta sẽ có một card mini PCIe, thì do cái dòng sản phẩm này thì chúng ta đã sử dụng, đã test qua rất là nhiều lần rồi. Tuy nhiên tôi vẫn sẽ giới thiệu lại các bạn một lần nữa. Thì chúng ta sẽ có một cái kết nối, một cái anten để kết nối vào cái card combo 2-in-1, đó là card Wi-Fi chuẩn hợp chuẩn ABGN-AC 2 băng tần 2.4 và 5G cho tốc độ rất là nhanh. Và chúng ta vẫn còn một cái khe kết nối socket NGFS, socket M2 để các bạn có thể kết nối đến những cái ổ cứng SATA SSD thế hệ mới nhất để làm cách đệm cho ổ cứng của chúng ta để boot Windows hoặc là boot game nó nhanh hơn. Chúng ta có anten thì tương tự như là những dòng khác cũng là anten 2T2R, có là với thiết kế có thể xoay được. Đây, rất là đơn giản đúng không các bạn? Các bạn chỉ cần nối anten này vào trong cái card Wi-Fi để chúng ta có thể sử dụng, rất là đơn giản đúng không ạ? Và dĩ nhiên mặt dưới này nó có 500 để các bạn có thể hít vào những cái cây đúng không? Chúng ta có miếng che lưng, chúng ta có những cái đệm để chúng ta có thể đệm dùng cho dịch để bo bạch chủ nó không bị chạm khi các bạn gắn những cái hết xin. Chúng ta có cái sticker để mã màu các ổ cứng Capsara và một cái hệ thống dây nối dài để các bạn có thể nối dài cái phần dây panel, front panel phía trước, bởi vì men rất là nhỏ. Vì vậy là cái việc mà dùng cái bàn tay để gắn từng cái sợi dây power, rồi dây điện nguồn reset, rồi điện
power và điện ổ cứng thì rất là phức tạp, thì các bạn sẽ nối vào sợi dây này và nó sẽ cắm vào trên cây, nó sẽ dễ dàng hơn. Có lẽ là lần trước khi mà các bạn đã được xem cái video clip giới thiệu về dòng sản phẩm Asus Z87 E-Pro thì các bạn cũng đã rất là bất ngờ, bởi vì không thể nào tin tưởng rằng là Asus có thể làm được một cái chuyện như vậy, bởi vì họ đem tất cả những tinh hoa về công nghệ của họ nhét vào trong một dòng board chủ mini ATX cho các bạn. Và dĩ nhiên đây là dòng ROG, những vấn đề mà dòng board mạch chủ Z87 Pro làm được thì chắc chắn impact làm còn tốt hơn rất là nhiều. Thì chúng ta hãy nhìn vào mặt sau, chúng ta sẽ có cổng display board, chúng ta sẽ có cổng HDMI, cổng xuất âm thanh kỹ thuật số, chúng ta có nút này là nút Mem OK để các bạn có thể reset lại những cái thông số của RAM, chúng ta có nút Direct Key để các bạn có thể nhấn vào BIOS mà không cần phải nhấn vào nút đeo, nhấn một nút này thôi là máy sẽ tự động boot vào BIOS, chúng ta có ROG Connect và chúng ta có nút reset, và dĩ nhiên là phía sau các bạn có thể dùng cái đèn code này để theo dõi hệ thống chúng ta có bị lỗi gì hay không. Đây là cổng USB 2.0 để các bạn có thể gắn chuột bàn phím, và cổng dưới cùng là dĩ nhiên là để kết hợp với lại cái công nghệ ROG Connect để các bạn kết nối cáp USB vào dòng laptop, và khi đó các bạn có thể điều khiển ép xung và làm mọi thứ gì đó trên cái dòng laptop mà không cần can thiệp vào trong cái board chủ Impact của chúng ta, và có thể ép xung cách dễ dàng trong thời gian thực. Chúng ta có 4 cổng USB 3.0, eSATA và các mạng gigabit. Dĩ nhiên là với một cái dòng board chủ nhỏ gọn như vậy thì cái bí quyết của Asus đó là họ đem toàn bộ cái phần cấp nguồn này lên trên một cái bo mạch riêng biệt và đặt nó vuông góc 90 độ so với lại cái bo mạch chủ của chúng ta. Và chính cái công thức này giúp cho Asus vừa làm được hai việc. Thứ nhất là họ chống nhiễu toàn bộ cho cái hệ thống còn lại của bo mạch chủ, ví dụ như là cái âm thanh rồi vân vân, thiết bị còn lại cả màn hình. Bởi vì các biết là cái hệ thống cấp nguồn là hệ thống gây ra nhiễu nhiều nhất và gây ra nhiệt và tải nhiệt nhiều nhất. Thì khi dựng đứng như vậy, thứ nhất là nó làm mát hơn. Các bạn thấy phía trước có hết xin, phía sau có hết xin. Để làm mát hơn. Và thứ hai là với cách dựng đứng như vậy thì nó tiết kiệm không gian rất là nhiều. Vì vậy các bạn ở đây thấy có không gian xung quanh siêu rất là rộng, các bạn có thể set up những cái quạt rất là to chứ không cần phải sử dụng quạt default, bởi vì đây là dòng bo chủ hỗ trợ ép xung đến tận răng. Thì vì các bạn có điều kiện và có khả năng để trang bị cái headset rất là lớn mà không sợ nó vướng víu những thành phần còn lại. Và các bạn có thể đoán được coi là cái hệ thống cấp nguồn của Impact là có bao nhiêu phay điện không ạ? Thưa các bạn, đó là 12 phay điện, thưa các bạn, 12 phay điện và 2 phay điện nữa dành cho memory và 12 phay điện dành cho CPU. Thật là bất ngờ, bởi vì đây là một dòng board mạch chủ mini ATX, đúng không ạ? Đúng không ạ? Và ở đây các bạn thấy cũng có rất là nhiều những cái cổng kết nối quạt, chúng ta có 1 cổng đi quạt, 2, 3. Đúng không ạ? 3 cổng kết nối quạt ở đây. Rồi chúng ta có pin CMOS ở đây. Chúng ta có chip ROG để điều khiển cái vấn đề ép xung. Đúng không ạ? Và ở đây các bạn cũng có thể thấy được là khu vực xung quanh của cái hệ thống CPU thì nó khá là rộng, và ở đây chúng ta có một con chip BIOS ở đây. Đúng không ạ? Và tuy là dòng mẫu mạch chủ mini ATX nhưng mà Asus cũng vẫn cho chúng ta một tối thiểu là một cổng để PCIe để chúng ta có thể setup kẹp đồ họa, đúng không ạ? Và góc này là nơi chúng ta kết nối vào những cái connection ở run panel. Ở đây chúng ta sẽ có một cái nút power và một nút reset. Chúng ta có cổng kết nối cấp nguồn 24 pin và cấp nguồn 8 pin. Đúng không ạ? Một board mạch chủ mini ATX mà vẫn có đến 2 cổng cấp nguồn, một cổng 24 pin, một cổng 8 pin. Và đó là những cái giới thiệu sơ bộ về dòng board mạch chủ Impact của chúng ta về mặt phần cứng. Và đây là mặt phía sau, các bạn thấy là rất là gọn gàng và rất là board mạch rất là đẹp, đúng không ạ? Và dĩ nhiên các bạn nhớ có một lần thì các bạn thấy là những cái dòng board mạch chủ cấp thấp thì nó sẽ thiếu những dòng tụ ở phía dưới mặt CPU. Tuy nhiên dòng sản phẩm này tuy là dòng mini ATX nhưng mà vẫn được Asus chăm chút rất là kỹ và đầy đủ tới các tụ ở phía dưới ha. Điểm đặc biệt của dòng board chủ này là các bạn đã thấy rất nhiều công nghệ trên đây. Tuy nhiên, nếu như các bạn nghĩ như thế nào, chúng ta có được một kẹt âm thanh rời và một kẹt wifi rời, thậm chí là các bạn trên cái kẹt mini PCIe combo này các bạn có thể setup luôn cả SSD. Thì đầu tiên để tôi nói sơ bộ về cái Supreme FX Impact này, thì các bạn thấy đây là một cái kẹt âm thanh được gắn rời dành cho đặc biệt dành cho Impact. Đây là tụ nắng âm cao cấp của Nhật, thương hiệu là LNA, chuyên dành cho những cái giải pháp âm thanh audiophile. Và chúng ta có rất là nhiều op amp
để đảm bảo cho là cái vấn đề phân tích cái nguồn âm thanh để âm thanh nó không bị nhiễu nhưng mà vẫn đạt được cái công suất cao, và cái miếng khử từ chống nhiễu từ thì nằm phía trên để che cho miếng codec thì giúp chúng ta không bị nhiễu. Và tương tự chúng ta sẽ có một cái op amp để kích hoạt cho cái những cái tai nghe trở kháng cao lên đến 600 ohm. Và setup vào trong board chủ cũng khá đơn giản thôi các bạn. Đặt vào đúng chỗ, đúng mặt và sau đó siết hai con ốc vào đây là xong. Và cuối cùng, nếu như các bạn muốn nâng cấp lên ổ cứng SD chuẩn M2 hoặc là các bạn muốn sử dụng Wi-Fi và Bluetooth thì các bạn sử dụng cái module được tặng kèm của ASUS để sử dụng, và chắc chắn tôi nghĩ là ai cũng sẽ cần sử dụng cái phần này. Ở đây các bạn thấy có hai cái chấm ở đây là dùng để đo điện điện BCH, điện chip cầu nam, và ở đây chúng ta có những cái chấm còn lại tương ứng cho việc đo tất cả những thứ còn lại như gồm điện CPU, điện RAM, điện memory controller vân vân. Các bạn có thể tin được rằng tất cả những cái công nghệ này đều được hiện hữu trên dòng một dòng board chủ mini ATX không ạ? À? Đúng không ạ? Khi bạn áp xuống thì các bạn gỡ ra cái âm thanh và gỡ ra cái wifi ra, khi đó chúng ta sẽ có thêm một số không gian trống ở đây. Thì các bạn hãy dùng đồng hồ để đo điện ở đây luôn. Và các bạn có thấy ở đây chúng ta thấy có hai được hai cái tụ LNA đây nữa thì nó giúp cho cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn rất là nhiều. Và hãy chiêm ngưỡng xem sau khi chúng ta setup đầy đủ thì board chủ chúng ta như thế nào ha. Đây, đây là cái hình dáng cuối cùng của dòng board chủ ASUS Maximus 6 Impact. Đầy đủ tất cả tính năng trong một cái thiết kế cực kỳ nhỏ gọn Mini ATX. Hy vọng là các bạn đã có thêm được một cái lựa chọn và có thêm được một dòng sản phẩm yêu thích. Chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.